cái cổng sạc này là Type-C, hai động hai cổng dùng bằng nhau. Và bây giờ đa số những cái thiết bị điện tử nó sẽ hướng cái cổng sạc này hết. Cái này là cái sổ của nó thôi, có một cây jack sim. Cây jack sim cũng đặc biệt riêng của nó cũng có cái logo. Và đây có thẻ chính hãng, cái này là quan trọng nhất. Cái này là quan trọng nhất, không có này là không dùng được. Bây giờ anh là người cạo nha, em không cạo nha, anh có thể cầm bên anh cạo luôn. Cạo cái, tại vì là mỗi cái máy đều có một mã pin code. Mình muốn nhập, bây giờ muốn update được cái máy này á, là mình phải cạo cái mã code ra để mình nhập vào. Để đúng hướng vậy anh ha. Tại vì kia để mình là ngược lại nó dễ bị bung cái sim ra, bị kẹt. Nhấn vào giữ tầm 3 giây, nó rung một cái. Nghĩa là thiết bị này đang hoạt động, kích hoạt. Bây giờ anh nhập cái mã trên đây mình vừa cạo vào giùm em. Anh nhập giùm em. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.